Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp thăng hoa vượt bậc, gặp hung hóa cát, hứng mưa lộc trời, tiền về đầy túi sau đêm ngày 6 tháng 11 âm lịch. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Mão. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ sống lạc quan và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Điều này khiến tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt. Qua đêm nay, người cầm tinh con mèo sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ chuyển sang làm việc ở một môi trường mới hoặc dấn thân vào lĩnh vực mà họ yêu thích. Người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp. Không những thế, con giáp tuổi Mão còn có đào hoa gõ cửa. Họ thu hoạch kép cả sự nghiệp và tình duyên vào một ngày tự tin hơn trong cuộc sống. Phần nhiều những người tuổi Mão đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp với người đời, họ cảm thấy như họ có cái gì đó sợ sợ. Ở người tuổi Mão phần lớn có những thiên tình sự thật lãng mạn và đẹp đẽ. Họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đông đưa để đối phương cuốn hút người khác tới. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và họ cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Người tuổi Mão cũng cần khắc phục và tu tỉnh những nhược điểm trong cuộc đời thì mới mong giành được thành tựu. Họ cần chú ý những điểm sau: khắc phục tư tưởng ngại gian khổ, khi gặp khó khăn dễ sinh lòng trễ nải, nhút nhát, thiếu chí hướng lớn, loại bỏ tư tưởng hư vinh, thói quen yêu sống hưởng thụ, tránh thói quen gặp sao hay vận, cần có chí tiến thủ, dám kham khổ để nghiên cứu chuyên sâu, làm việc tỉ mỉ, khắc phục tính chủ quan, quan liêu và đức tính dễ tin người, dễ dẫn tới hỏng việc, hại cho bản thân. Người tuổi Mão thường có mối quan hệ bạn bè quảng giao, ở họ đặc điểm nổi bật nhất là thường đối xử với người ngoài, nhiều khi tốt hơn người thân ở trong nhà. Người cầm tinh con mèo đa phần là yêu thương rất ý tứ, mặc dù họ rất lãng mạn, song ở các cô gái tuổi Mão thì tình yêu của họ thường thể hiện lặng lẽ, đắm chìm, si mê mải trong trắng. Khi họ đã không yêu là tỏ thái độ ngậm miệng ăn tiền, họ đã nhận quà tặng hoặc vật kỷ niệm của người khác giới, có nghĩa là họ đã ít nhiều bằng lòng đến với bạn rồi đó. Các bà chủ gia đình tuổi Mão thường là những nữ chủ nhân tốt, có thể làm được những việc lớn và dành vinh quang hạnh phúc cho chồng. Song ở họ cũng có nhược điểm là hay so đo tùng kiêm, khi biếu xén tặng ai vật gì, đôi khi quá rẻ xẻn, thường gặp những người phụ nữ buôn bán ở thương trường hoặc làm quản lý tài chính. Người tuổi Mão thường kết duyên với tuổi Hợi, tuổi Mùi là hạnh phúc mỹ mãn nhất. Song tuổi Hợi lại có tính trăng hoa, nên tuổi Mão phải điều hòa mâu thuẫn thì mới sống với nhau được hạnh phúc. Ngoài ra tuổi Mão còn có thể kết duyên với một số tuổi khác, như với tuổi Sửu thì có thể sống với nhau bình ổn. Song tuổi Mão phải chịu khó nhường nhịn theo ý trời. Với người cùng tuổi Mão có thể là cuộc hôn nhân lý tưởng, song hai người phải biết điều hòa mâu thuẫn, nhường nhịn nhau mới có hạnh phúc. Với người tuổi Dần là cuộc hôn nhân tương đối hạnh phúc, tuy nhiên chưa hẳn là mỹ mãn kỳ diệu. Với người tuổi Thìn, cuộc hôn nhân thật mỹ mãn, bởi vì người tuổi Mão thường thông minh tinh tế, có phẩm chất năng lực ngoại giao, do đó khi phụ tá cho chồng trong sự nghiệp, rất thành đạt. Song hai tuổi này lấy nhau dễ xảy ra phải xa cách, bởi thế phải chủ động về mặt tư tưởng cho khỏi buồn nản hững hụt. Với người tuổi Tỵ thường không mỹ mãn chỉ bình thường, song phải biết lựa lời và ứng xử thì mới mong có được hạnh phúc. Với tuổi Ngọ họ rất hạnh phúc, với tuổi Thân cuộc hôn nhân tốt đẹp đầm ấm, tuy nhiên họ phải có biện pháp quản lý người tuổi Thân vì tuổi này có tính giao du, xa đâu ấm đấy. Với tuổi Tuất là cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Mão tối kỵ và không nên kết hôn với người tuổi Tý, Dậu vì phần lớn kết cục không hạnh phúc, gia đình luôn luôn xảy ra bất hòa, làm ăn không mấy tốt. Người tuổi Mão cần chú ý suy nghĩ tích cực và trò chuyện với mọi người nhiều hơn để giảm áp lực tinh thần cho mình. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết đừng nên cứng đầu cứng cỏ, cứ giữ quan điểm của mình.
Đôi khi hạ cái tôi của mình xuống và làm theo gợi ý của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản, cũng như tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Sửu. Qua hết đêm nay, tuổi Sửu phất lên rất mạnh nhờ kinh doanh, buôn bán. Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt khi vận thế lên, đảm bảo số tiền kiếm được tiêu xài rủ rỉnh từ giờ đến cuối năm. Bản thân tuổi Sửu đang có xu hướng tích lũy nhiều tiền bạc để phục vụ cho dự định cá nhân như học thêm chuyên ngành yêu thích, kỹ năng mới hay đi du lịch xa. Hơn thế, ngoài nhu cầu tiêu tiền cho bản thân, tuổi Sửu cũng rất hào phóng chi tiêu cho người thân trong gia đình. Đa phần con giáp này là trụ cột gia đình, nếu đã kết hôn, thậm chí chưa kết hôn thì cũng là nguồn cung cấp thu nhập chính cho cả nhà. Anh chị em trong nhà nhờ thế và được nhờ vả rất nhiều về mặt tài chính. Người tuổi Sửu về cơ bản có một tháng khá thuận lợi, nếu chăm chỉ cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh có thể hoàn toàn gặt hái được thành công. Nhị hợp mang lại tác động tích cực cho tuổi Sửu trên nhiều phương diện. Con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể, bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm. Người làm ăn kinh doanh sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Về phương diện tình cảm có tốt có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình. Vợ chồng cần quan tâm đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Đồng thời, bản mệnh cần giữ khoảng cách vừa phải với người khác, đừng để lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có các kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học, như vậy thì bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực giúp công việc của bản mệnh tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bản mệnh. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ được phân công. Những lúc như vậy, bạn chớ nên ôm mọi chuyện ở trong lòng. Hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm được hướng giải quyết cho mình. Tài lộc người tuổi Sửu cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng. Nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng về những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm nhằm dễ dàng xác định được hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Các mối quan hệ xã hội rộng rãi giúp bạn quen được với nhiều người khác giới, trong đó rất có thể sẽ có người phù hợp với tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Con giáp này hãy nhiệt tình và cởi mở khi trò chuyện với mọi người. Bạn hãy bày tỏ suy nghĩ của mình,
sẽ giúp thu hút những người có cùng tần số, từ đó đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau nên mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Cảm ơn quý anh chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Tỵ. Qua hết đêm nay chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp phát tài, bởi vận trình tài lộc trong thời gian tới khá dồi dào. Người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều gặt hái được thành quả như ý muốn. Nếu bản mệnh có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào túi. Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề, nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên, cơ hội thăng chức tăng lương không còn xa nữa. Người tuổi Tỵ rất điềm tĩnh và chu đáo. Người tuổi Tỵ điềm tĩnh trong việc chuẩn bị cho một việc gì đó, họ suy nghĩ lập ra kế hoạch, tìm kiếm phương pháp trước khi bắt tay vào làm việc. Do đó mà ít khi họ gặp phải những rắc rối hay thất bại trong quá trình thực hiện. Ngoài ra còn có khả năng làm việc với sự tập trung, năng suất và hiệu quả cao, do đó mà không tốn thời gian một cách lãng phí. Thêm vào đó họ không bị chán nản hay gặp hiện tượng lo lắng sợ hãi khi làm một điều gì đó. Người mang tuổi Rắn luôn nỗ lực khi họ xác định được tương lai hay ước mơ mà mình mong muốn. Họ cố gắng hàng ngày để tích lũy trau dồi kiến thức. Trong thể thao cũng vậy, họ có tinh thần rèn luyện cũng như tìm ra và khắc phục nhược điểm của bản thân. Người tuổi Tỵ khá thực tế, nhưng họ cũng có một chủ nghĩa lý tưởng cao. Nhiều người có ước mơ hoài bão nào đó, nhưng để thực hiện hóa điều đó thì không ít người làm được. Nhưng người tuổi Tỵ thì khác, họ luôn phát huy được tính cách điềm tĩnh và làm việc có kế hoạch để có thể thực hiện hóa ước mơ của mình. Do có đặc điểm này nên họ luôn là người hấp dẫn, giành được sự đồng lòng của nhiều người, nên từ đó ở họ cũng sẽ hình thành được khả năng lãnh đạo đội nhóm. Người tuổi Tỵ có một phần nào đó khá kín tiếng, họ thuộc chủ nghĩa bí mật. Do đó người tuổi Tỵ luôn chú trọng trong từng phát ngôn của mình, trừ gia đình hoặc bạn bè lâu năm thì họ thường không mở lòng, do đó không giỏi trong việc kết bạn. Có thể nói đây là điều hơi bất ngờ tìm thấy ở người tuổi Tỵ, do họ có khiếu trời cho, đó chính là khả năng quan sát và linh hoạt nên có thể làm cho người khác cười một cách dễ dàng. Lời nói hài hước của người tuổi Tỵ có phần cay độc nhưng không quá đáng. Đó chính là lý do suy nghĩ chu đáo cũng như sự tính toán để có thể giữ một khoảng cách nhất định nào đó với đối phương. Đặc trưng này cũng có liên quan đến tính chu đáo và điềm tĩnh của tuổi Tỵ. Một khi đã không muốn làm điều gì đó, họ vô cùng kỹ lưỡng, làm đến cùng không bỏ cuộc để có thể thực hiện được kế hoạch đặt ra. Từ tính cách này cũng dẫn đến một phần hơi tiêu cực ở người tuổi Tỵ. Một khi ai đó khiến họ xấu hổ mất mặt, họ chắc chắn không quên điều đó và luôn mang theo nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó phải phục thù. Do đó mà vấn đề ở họ là mãi không vứt bỏ đi được một mối quan hệ đối đầu nào đó. Người tuổi Tỵ là người có năng lực, thêm vào đó luôn có chí tiến thủ, nên họ thường có tham vọng là người có địa vị trong xã hội như chính trị gia hay người lập nghiệp. Họ là người thường nhìn nhận, quan sát sự vật sự việc một cách logic. Trước một điều gì đó họ thường không dựa vào cảm tính mà hành động dựa trên sự lý luận một cách đầy đủ, chu đáo. Khi có nghi vấn nào đó, họ luôn cố gắng tìm ra cách giải thích vấn đề một cách thuyết phục nhất có thể, bằng cách này hay cách kia. Tuy nhiên cũng vì tính cách này mà họ thường bị nghĩ là người nhiều lý luận, phiền phức. Do có ý chí tiến thủ, phấn đấu trong mọi việc, lại có kiến thức, năng lực cao nên họ cũng có lòng tự ái khá cao. Họ luôn ý thức về điều này, cũng như rất mong muốn mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá cao khả năng của họ. Vì thế mà người tuổi Tỵ rất ghét bị xem thường, muốn người khác cư xử với mình một cách tôn trọng với mọi người xung quanh.
thì đôi khi người tuổi Tỵ khá phiền hà vì chính đặc điểm này. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn sau đêm mùng 6 tháng 11 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.